cảnh sát giao thông phạt nhóm học sinh gây bão mạng. Mới đây, đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cảnh sát giao thông phạt nhóm học sinh vi phạm luật giao thông thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người chia sẻ clip đăng kèm nội dung cho biết nhóm học sinh này đã không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai khi sử dụng xe máy hơn 50cc. Bên cạnh đó, nhóm này cũng không mang giấy tờ xe đầy đủ nên bị các chiến sĩ cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra và xử phạt ở ven đường. Trong clip có hai chiến sĩ cảnh sát đang đứng phạt một nhóm học sinh đứng lên ngồi xuống ở ven đường. Tất cả phải thực hiện đủ bài tập thể dục thùng xì dầu vì vi phạm. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy thú vị vì cách xử phạt của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đối với các em học sinh. Điều này vừa nhẹ nhàng, vừa đủ sức răn đe đối với các em. Từ nhỏ giờ cứ lên xe là phóng, chả cần biết trời đất, biết gì tới an toàn cả đâu. Phạt bắt dắt bộ xe về nhà mới thấm, thu hết chìa khóa bảo bố mẹ lên lấy, mày ra mới nhớ. Nhìn nhẹ nhàng vậy chứ thục mấy chục cái thì mai đi cũng cứng cái giò lắm, không dám nghịch nữa đâu. Bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.